Còn các cầu thủ BK Mix Bình Dương trong trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Và ở vòng đấu trước thì Dược Nam Hà Nam Định đã để thua câu lạc bộ Sài Gòn. Và liệu trong trận đấu ngày hôm nay, khi được quay trở về thánh địa Thiên Trường, Dược Nam Hà Nam Định có thể giành một chiến thắng trước BK Mix Bình Dương hay không? Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Bây giờ là một pha phản công nhanh dành cho BK Mix Bình Dương. Tô Văn Vũ, Hedepo Gustavo dứt điểm. Cần phải cực kỳ cảnh giác với những pha phản công của BK Mix Bình Dương. Bóng đi sệt. Cơ hội đã trôi qua đối với đội chủ nhà. Gustavo không có lỗi việt vị, xinh giáp. Đưa bóng vào, cơ hội không dứt điểm. Vẫn còn, không vào. Pha gật đầu của Gustavo. Sóng gió đang liên tiếp đến với khung thành của Dược Nam Hà Nam Định. Pha thoát xuống rất nhanh của sĩ giáp. Pha xử lý bình tĩnh của Tô Văn Vũ. Đường đưa bóng vào là cũng rất mềm mại. 9 trên tổng số 12 bàn thắng của BK Mix Bình Dương được ghi trong hiệp 1. Rafael Sơn đã ở vào tư thế việt vị. Lỗi việt vị quá rõ ràng của Rafael Sơn. Ở bên phía hành lang cánh trái, thường là những pha đưa bóng vào tầm thấp. Lần này thì sao? Rất nguy hiểm. Lại là Gustavo. Nếu không có Mai Xuân Quyết thì chắc chắn bóng đã đi vào lưới rồi. Thi đấu cực kỳ âm thầm nhưng rất nguy hiểm bên phía BK Mix Bình Dương. Sĩ Minh. Pha lấy bóng rất hay của Sĩ Minh. 4-4. Đỗ Mê Lô dứt điểm. Cầu vào. Một nỗ lực tuyệt vời của Đỗ Mê Lô trong pha bóng vừa rồi. Một pha thoát xuống và dứt điểm đi chệch cột dọc của Đỗ Mê Lô. Sĩ Minh. Đường chuyền một chạm rất hay của Sĩ Minh. Rafael Sơn. Cố ơi! Bóng rơi cột dọc. Và dứt điểm của Trần Mạnh Hùng. Đã có lỗi việt vị. Đã có lỗi việt vị. Một pha thoát xuống rất nhanh của Trần Mạnh Hùng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Có vẻ như Trần Mạnh Hùng vẫn đứng trên hàng phòng ngự của BK Mix Bình Dương trước khi bóng được rời đi từ chân của Rafael Sơn. Ở góc máy toàn chúng ta có thể quan sát thấy khá rõ. Toàn bộ các cầu thủ BK Mix Bình Dương đã lùi cả về phần sân nhà. Rafael Sơn. Tiếp tục là lỗi việt vị của tiền đạo mang số 9. Nhưng đây lại là một quyết định chính xác của tổ trọng tài. Pha tranh chấp vừa rồi là của Thanh Thảo. Một lỗi rất tồi. Chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được rút ra. Nguyễn Anh Tài đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Một pha vào sau rất nguy hiểm của Nguyễn Anh Tài. Một pha cao chân của Tony Abazi rất nguy hiểm. BK Mix Bình Dương đã pressing rất tốt trong pha bóng vừa rồi. Ở mùa giải năm ngoái, trong trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định và BK Mix Bình Dương trên sân vận động Thiên Trường đã có hai thẻ đỏ. Rất nguy hiểm. Một pha đá bạt rất căng vừa rồi là của Tô Văn Vũ. Một pha đá phạt bằng mù chính diện của đội trưởng bên phía BK Mix Bình Dương. Bóng đi rất căng. Sát sạt điểm nối giữa xà ngang và cầu dọc của thủ thành Đinh Xuân Việt.
Trần Mạnh Hùng. Tiếp tục là một pha vào bóng rất quyết liệt. Mạnh Hùng đang đợi Đức Huy dâng lên để thực hiện một đường truyền. Tuy nhiên hậu vệ áo số 22 đã dâng lên hơi muộn. Hiệp 1 không còn nhiều thời gian và có lẽ Dương Nam Hà Nam Định đang rất muốn có được một bàn thắng rất nguy hiểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha lắc đầu rất tốt của Mai Xuân Quyết. Trong hiệp 1 thì Mai Xuân Quyết cũng đã một lần đánh đầu cứu thua cho khung thành của Dương Nam Hà Nam Định rất nguy hiểm. Vẫn còn. Sau đó là pha đánh đầu của Thiago Melo. Quá đáng tiếc. Và sau đó bóng đã chạm đầu của Đỗ Melo đi vào xà ngang. Rabu Ali. Anh Tài. Filippo Gustavo đang bị đau. Đây là Jesus Torre đang ngồi trên khán đài sân vận động Thiên Trường để theo dõi các đồng đội thi đấu. Hedepu Gustavo tiếp tục nằm sân và ôm mặt. Có lẽ cầu thủ áo số 10 sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Nếu như Gustavo không thể tiếp tục thi đấu, đây là tình huống dẫn đến việc Gustavo bị đau. Vào lúc này thì Jesus Torre bên phía BK Mex Bình Dương vẫn chưa thể tiếp tục thi đấu. Cánh phải của BK Mex Bình Dương với sự góp mặt của Hồ Tấn Tài và Tô Văn Vũ thực sự nguy hiểm đối với bất kỳ hàng phòng ngự đối phương nào. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho Hồ Tấn Tài. Đó là pha thúc gối của Hồ Tấn Tài. Rafael Sơn đã không giữ được bình tĩnh. Lỗi thuộc về Đinh Văn Trường. Và 15 phút đầu tiên của hiệp 2 không có nhiều những tình huống nguy hiểm. Rất nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho BK Mex Bình Dương. Rất bất ngờ. Lại là Hồ Tấn Tài. Quá bất ngờ. Một pha tranh chấp bóng bổng và đó là bàn thắng thứ 3 của hậu vệ áo số 4 bên phía BK Mex Bình Dương. Và đó đã là bàn thắng thứ 3 của Hồ Tấn Tài ở mùa giải năm nay cho BK Mex Bình Dương. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tình huống phán đoán điểm rơi không chính xác của Thiago Melo. Pha đánh đầu rất khó, đưa bóng đi sát cột dọc và Đinh Xuân Việt không còn cách nào khác là phải vào lưới nhặt bóng. Và hơn lúc nào hết, lại là một cơ hội nữa dành cho Thiago Melo. Thiago Melo âm thầm lòn ra phía sau. Tình huống này Thiago Melo hoàn toàn có thể khống chế lại. Lỗi thuộc về Hồ Tấn Tài. Rất khó khăn để các cầu thủ Dực Nam Hà Nam Định tiếp cận khung thành của Phạm Văn Tiến. Một pha đấm bóng không thực sự tốt của thủ môn Phạm Văn Tiến. Bàn thắng san bằng đã đến với đội chủ nhà Dương Nam Hà Nam Định.
Người ghi bàn đó là Trần Mạnh Cường. Chúng ta cùng chép lại tình huống này. Rất căng. Khoảng trống là mênh mông và Trần Mạnh Cường đã tung ra một pha úp mù cực nhanh. Rõ ràng là không có lỗi của một cầu thủ áo vàng nào trong pha đấm bóng của thủ thành Phạm Văn Tiến. Đỗ Melo cũng không có tác động nào quá mạnh. Là những người chơi cao nhất trên hàng tấn công của BKMX Bình Dương. Tốc độ của Vũ Thế Vương. Vẫn đang là Thế Vương. Cầu thủ cao có 1m56 thôi. Xuân Quyết. Trọng tài thổi phạt. Một quả phạt dành cho các cầu thủ BKMX. Một quả phạt dành cho Dương Nam Hà Nam Định. Một quả phạt trực tiếp dành cho đội chủ nhà. Điểm đá phạt ngay sát cuộc 16m50 mà thôi. Pha cao chân của Tống Anh Tỷ. Liệu đội chủ nhà có thể tận dụng thành công cơ hội này hay không? Đứng trước bóng đang là Đoàn Thanh Trường và Thiago Melo. Trong khi đó, đội trưởng Đỗ Melo đang ra dấu sẽ cần phải có thêm những phút bù giờ. Trọng tài Ngô Duy Lân đã gọi một chiếc thẻ đỏ dành cho một thành viên trong ban huấn luyện của BKMX Bình Dương. Đã có lỗi của các cầu thủ Dương Nam Hà Nam Định. Quá đáng tiếc. Thủ môn Phạm Văn Tiến đã bị đau. Ngay sau tình huống mà ông Đặng Trần Trình bên phía BKMX Bình Dương nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, thì sau đó các cầu thủ Dương Nam Hà Nam Định đã có một pha bóng cực kỳ nguy hiểm. Bóng đã dội sang ngang sau pha đá phạt của Thiago Melo. Quá đáng tiếc. Bóng chưa đi qua vạch vôi. Thiago Melo trong trận đấu ngày hôm nay có tới 3 cơ hội có thể đem về bàn thắng dành cho Dương Nam Hà Nam Định. Sau tình huống sóng gió này thì thủ môn Phạm Văn Tiến đã bị đau. Một chút may mắn nữa thôi thì Thiago Melo đã có thể điền tên mình lên bảng tỷ số. Rõ ràng là bóng chưa đi qua vạch vôi và bàn thắng không đến với Dược Nam Hà Nam Định. Rafaelson không vào. Một pha chủ đích đưa bóng về góc xa của Rafaelson. Một phần thân người của Rafaelson đã ở dưới hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương. Nhưng trong pha bóng này thì Trương Dũ Đạt cũng đã có mặt kịp thời. Trần Mạnh Cường. Không có lỗi việt vị. Quả tát. Rafaelson đỡ ngực, dứt điểm. Anh đang rất khát khao ghi bàn. Khống chế rất gọn gàng nhưng không phải là một đường ra bóng dành cho Đỗ Melo. Rafaelson. Quả tát. Đỗ Melo. Bóng đi chết cột dọc. Vợ và các con của Đỗ Melo có lẽ đang rất muốn chứng kiến một bàn thắng đến từ những pha đánh đầu sở trường như thế này của Đỗ Melo. Trong hiệp 2 thì đội trưởng bên phía Dược Nam Hà Nam Định không có nhiều cơ hội để tung ra những pha đánh đầu. Rất
cố gắng đưa bóng vào. Dobelo, lần này bóng đi vọt sang ngang. Đó là một pha xử lý bằng chân phải của Dobelo, hơi vội vàng một chút. Melo cần phải chắt chiu những cơ hội như thế này. Hơi vội vàng. Một pha đỡ sôi xuống có lẽ sẽ tạo cho Đỗ Melo một góc sút tốt hơn. Trận đấu chỉ còn được tính bằng giây mà thôi. Thiago Melo. Và đúng lúc này trọng tài Ngô Duy Lân đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút trên sân vận động Thiên Trường. Hai đội rời sân với kết quả hòa 1-1.